đau quá không Quân? Bình thường. Vòng xuống dưới hả? Ừ. Nhưng mà chị chào em. Mưa to. Ở ngoài trời đang mưa hả Nhung? À, bên chị thì bắt không đầu chuẩn bị mưa. Thấy hả? Còn bên em từ nhà em đã mưa rồi hả? Em đi từ chỗ làm đúng không? Từ ngân hàng ra đúng không? Dạ. Em đi từ chỗ làm em đúng không? Với em đi từ nhà. Em về ăn cơm xong em mới đi ra. À, đấy, từ nhà. Lần đầu tiên Dung bắt gặp hả? Nhìn trực tiếp chắc sướng hơn Dung nhìn qua điện thoại làm gì. Mai em vào đến nơi nhỉ? Bắt đầu bây giờ mới mưa đấy Nhung ạ. Vâng, bên em mưa to như thế này đấy. Thế mà Nhung vẫn qua được đây. Thì em hẹn được rồi, em phải sang đấy. Không bằng tiếng bom hàng.
Là được kinh doanh. Em thích làm giờ nào cũng được nhưng mà. Chị muốn vay một mượn game không? Nó sẽ lấy mấy cái game cho mình. Mấy cái game này trong nhiều mùa. Cái này nhé. Cái mụn viêm ấy hả Nhung? Đấy, cái cục to to tường đấy hả?
Thế ngày nào như cũng phải qua đây rồi. Nhìn thôi chứ không có thời gian quay ý. Chị ạ. Xinh quá, không thể nhớ ra hết rồi. Lát ngồi nhận ra. Cố gắng em nhé. Dạ. Đến đây bắt đầu mưa chị nhờ. Em vừa mới thấy mưa rồi. Dạ. Em chào anh Hải ạ. Anh Hải kia là chị à? Minh Anh. Đúng rồi. Chị Minh Anh ơi, chị Minh Anh. Hôm nay chị Minh Anh mặc ăn mặc khoác quá nên em không thể nhận ra được. Mãi sau em mới nhớ được. Phải có anh Hải tự dưng nhận ra. Đúng rồi, phải đi với nhau mới nhận ra. Chơi cái mũi tí nhé. Vùng mũi đau hơn đúng không em? Đúng. Ừ. Em có hay tự nặn ở mũi không? Có bao giờ tự nặn không? Có. Thế à? Nhưng tay ở nhà mình nặn, mình chỉ nặn một chút ở trên nữa đúng không? Cố gắng một chút chị lấy cho sạch nhé. Đúng không? Ừ. Có cái đầu mũi hơi đau một tí.
trước lên tầng 3 hộ chị luôn. Tầng 2 mà chưa làm à? Ừ. Chị xuống làm.